Xin chào bạn, chào mừng bạn quay lại với channel mình. Trong video ngày hôm nay mình cập nhật cho bạn về dự án OAX. Thứ nhất thì về cái thẻ bí mật của là OAX trong ngày hôm nay để bạn nhận là 2.000 token là OAX. Thì như vậy cái thẻ của ngày hôm nay bạn sẽ nhập cho mình theo cái ký tự là 4185, 4185. Bạn chờ một chút này. Khi mà tích xanh thì bạn nhập tiếp cho mình là 7639, 7639. Các bạn chờ một chút này. Bạn nhập tiếp cho mình là 254, 254. Các bạn chờ một chút. Đó, như vậy mình đã kép thành công thì mình nhận là 2.000 ONX nhé. Và bây giờ mình cập nhật bạn một cái tin mới. Dự án ONX thì bên phía Onnet thì họ đang có một cái bài 6 giờ trước nói về cái việc là chuẩn bị niêm yết đồng ONX. Niêm yết tháng 9 này, đội ngũ Onnet đang gấp rút hoàn thiện sản phẩm Support Exchange và Web In App. Giao dịch ONX sẽ trở nên dễ dàng, thuận tiện hơn bao giờ hết. Hãy chuẩn bị sẵn sàng. Thứ nhất là trở thành cái người dùng hợp lệ, hoàn thành nhiệm vụ trong cái mục ví của là Onnet Tab, rút cái ONX về chân Onnet, sẵn sàng giao dịch ngày niêm yết KYC Onnet để mở khóa toàn bộ tính năng. Thời gian niêm yết sẽ được là thông báo sớm nhất. Đừng quên tham gia vào đan pool trong khi chờ đợi mở giao dịch. Thì ở đây là toàn bộ cái nhắc nhở về cái dự án mình đào đồng ONX ở trên đấy, mục là Tab Thu Earn, trong quá trình dự án đang chuẩn bị để mà mở khóa chức năng là giao dịch support ở trên Onnet và ở trên là Onnet Pro. Thì trước tiên ấy, các bạn cần phải là KYC được cái ví cái sàn Onnet thì mình mới mở khóa tính năng là mình bán cái đồng Onnet ở trên đấy nhé, cái đồng ONX ở trên đấy nhé. Hay là ở trên đấy mục là Tab này thì các bạn vào cái mục ví này, các bạn phải là làm cái nhiệm vụ như là mình có tài khoản của là Onnet, mình đã xác minh KYC và liên kết với cái app Tab ở đây. Và thứ hai nữa, mình phải trở thành cái người dùng hợp lệ thì bắt đầu các bạn mới là thực hiện mình rút được cái đồng ONX này về ở trên là Onnet. Và dự án thì cũng thông báo là mình đây là rút về trên Onnet mà chờ đợi đến cái ngày mà dự án niêm yết. Thì để mà rút được về, các bạn bấm cái biểu tượng là ví đây, và trong lúc này thì khi mình rút này còn khá là mượt. Nhưng mà gần đến điểm mà niêm yết thì có thể là áp rất là nát do cái lượng người mà truy cập ở đây nhiều mà người ta rút nhé. Thì các bạn đảo đâu, các bạn nên là rút về ở trên là Onnet đến đấy. Và sau khi mình điền lại số lượng mình muốn là rút này, bấm vào chỗ là rút này, thì ngay lập tức là cái đồng ONX này trả về ở trên là Onnet luôn. Đó, như vậy mình đã rút thành công này. Bấm vào đây thì mình nhận ngay trên là Onnet nhé. Và trên này đang có sự kiện là farm, nhưng mà các bạn không nên farm nữa vì trong cái lúc này đang đến ngược mà chuẩn bị niêm yết cái đồng ONX ở trên là Onnet. Còn về cái farm này thì thứ nhất là mình sẽ dùng đốt cái đồng ONX để mà nhận những cái đồng coin mà đang ở trong cái mục là farming non pool ở đây. Nhưng mà cái farm này thì nếu mình farm là cái người farm ngay từ ban đầu thì mình còn nhận được nhiều. Còn đến lúc mà người ta đã farm được một cái khoảng thời gian đấy, lúc đấy mình mới vào đây để mình đốt đồng ONX mình farm thì mình nhận được rất ít cái đồng coin mà họ trả cho mình farm ở đây. Thì như vậy cũng gần đến lúc là niêm yết nên là mình cũng không nên farm nữa nhé. Còn ở cái mục đầu tư này thì ở cái non pool cũng đang có hai cái pool mới, nhưng mà mình cũng sẽ không farm nữa. Còn cái trường hợp nếu như mình mà có cái đồng BTC mà mình không dùng thì mình còn farm ở đấy, hết một chu kỳ farm thì họ sẽ trả lại cho mình cái đồng BTC và nhận lại cái đồng mình farm trong đấy. Hay là cái USDT hoặc là cái đồng Onnet là cái đồng quay chính của dự án ấy, thì khi mà mình farm ở đây là hết một chu kỳ họ sẽ trả lại cho mình. Ví dụ cái pool này mình đang farm là VDC thì hết cái thời gian này mình sẽ nhận lại đồng VDC và mình sẽ nhận cái đồng quay mà mình đã farm ở đây. Còn đối với cái đồng là ONX, khi mà các bạn vào cái mục là non pool mình farm thì họ sẽ đốt cái đồng ONX để mà trả lại cho mình cái đồng coin mà mình đã farm ở đây. Còn nếu như bạn nào mà các bạn chưa biết cách mà bật cái ví để mà nó hiện đồng ONX khi mà các bạn rút về đây, thì ở trên cái mục ví nhé, ở trên mục ví này các bạn nhìn thấy mục dấu cộng đây, các bạn ghi cái từ khóa tìm kiếm là ONX vào đây thì nó sẽ hiện là nó sẽ hiện cái đồng quay đây. Các bạn nhìn thấy ví dụ mình đang để này là mình không bật này, còn các bạn bật màu xanh này thì các bạn thoát ra bên ngoài, các bạn sẽ nhìn thấy nó hiện ở bên cái ví ở đây nhá. Thì các bạn sẽ rút về ở trên Onnet này và chờ đến cái thời gian mà dự án mở niêm yết thì mình sẽ quy đổi cái đồng này sang VDC. Và trong nội dung này thì mình cũng đã cập nhật bạn về cái thẻ bí mật của là Onnet để các bạn nhận 2.000 ONX và cái thông tin thông báo về rút cái đồng ONX về trên Onnet để mà chờ đến thời điểm là niêm yết. Còn bây giờ mình xin được gửi đến các bạn là video. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video của mình. Xin chào bạn và hẹn gặp lại các bạn ở cái video sau.